Xin kính chào quý vị khán giả của Cà Phê Sáng. Chúc quý vị sẽ có một tuần mới thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Một không gian đặc biệt mang tính nghệ thuật dành cho những ai yêu thích và muốn tìm hiểu về thơ vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của nhiều nhà thơ đương đại. Đó là triển lãm thơ Còn Hôm Nay Ta Còn Mãi Mãi. Tại đây, độc giả sẽ được thưởng thức thơ trong không gian rộng mở với ánh sáng, âm thanh, hình ảnh 3D theo phong cách, ý thơ của từng tác giả. Sự kiện được tổ chức nhằm góp phần tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt, đồng thời mang lại cho người xem trải nghiệm và góc nhìn đa chiều hơn về thơ. Trong một cái dòng chảy của công nghệ thông tin ngày hôm nay thì chúng ta có quá nhiều những phương tiện thông tin giải trí, và chúng ta cũng biết rằng là thơ ca nó là một thể loại văn học mà nói cho đúng là ngày hôm nay nó bị lép vế rất nhiều. Với độc giả, với khán giả khi họ tham dự những cái buổi triển lãm như thế này, biết đâu họ sẽ tìm thấy thêm những cái cảm xúc mới thông qua thơ ca hoặc là những loại hình văn học khác. Thường thơ thì mình đọc thôi, còn kỳ này cái mình muốn làm là cho mỗi nhà thơ sẽ có một cái không gian riêng khác biệt. Nó vừa không phải là chữ không mà vừa có cái tiếng, vừa cái gì mình thấy được nữa. Thành ra cái bài thơ nó sẽ sống được, mà mỗi cái không gian nó sẽ sống một cái cách khác nhau theo đúng cái bài thơ đó. Nhiều tác phẩm mới nhất và được sáng tác riêng cho triển lãm cũng đã được giới thiệu tại sự kiện. Kết thúc triển lãm, độc giả còn có dịp giao lưu, trò chuyện cùng các nhà thơ đương đại để nhìn về sự chuyển động của thơ và nghệ thuật ngày nay.